Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng phòng chính Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an cho biết, thời gian qua các đối tượng buôn lậu vàng sử dụng thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên nhờ những biện pháp nghiệp vụ vô cùng tinh thông, ban chuyên án đã bóc gỡ được đường dây buôn lậu 3 tấn vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Bộ Công an đánh giá, thời gian qua, tại sao nguồn nguyên liệu vàng của nhà nước nhập khẩu chỉ có một số doanh nghiệp được cấp phép, trong khi nhập chính ngạch không có, nhưng hoạt động vàng trong nước rất sôi động. Từ những nhận diện này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C03 phải nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng, công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Qua công tác nghiệp vụ, C03 nhận thấy có dấu hiệu của nhập lậu vàng trái phép qua các cửa khẩu biên giới. C03 sau đó đã báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an để lập các chuyên án đấu tranh, bóc gỡ các đường dây. Thượng tá Sơn cho biết thêm. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam để thu lời bất chính. Trong số này, Lê Xuân Tùng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội trốn thuế theo khoản 3, điều 200 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự. Cơ quan công an xác định, công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2, điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019, QH14 về các hành vi trốn thuế năm 2021 đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Được biết, công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thành lập năm 2003, có trụ sở ở Hà Nội, chuyên sản xuất, phân phối vàng bạc, trang sức, kim cương. Phú Quý còn nổi tiếng bởi bán lẻ vàng miếng, vàng 4 số 9, nhẫn cưới. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 20 đối tượng với cáo buộc buôn lậu và trốn thuế. Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hóa cùng 17 bị can khác. Trước đó, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà các đối tượng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng. Hiện vụ án vẫn đang được C03 củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra nhằm đưa tất cả các đối tượng liên quan ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm. Cơ quan điều tra nhận định, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, xảo quyệt, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng, sử dụng tiếng lóng khi giao dịch để đối phó với lực lượng chức năng. Ở những khâu quan trọng như giao nhận USD vàng với các tiệm vàng, các bị can chủ mưu cầm đầu chỉ phân công cho các đối tượng trung thành. Đối với các bị can là chủ tiệm vàng ít trực tiếp giao nhận, chủ yếu chỉ đạo nhân viên thực hiện. Liên quan đến vụ việc buôn lậu 3 tấn vàng, ông Nguyễn Viết Thế, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Trị cho biết có nắm thông tin về vụ việc. Đây là vụ do Bộ Công an phá án. Việc phá án buôn lậu biên giới lực lượng chính là biên phòng và hải quan. Đồng thời, đây là vụ buôn lậu vàng được tổ chức rất quy mô. Ông Thế cho hay, lực lượng quản lý thị trường chỉ kiểm soát nội địa, đồng thời không đủ sức để kiểm tra, phát hiện vì đây chủ yếu là buôn lậu mang yếu tố biên giới. Với quy mô này, lực lượng cơ quan điều tra như Bộ Công an mới phát hiện và phá án nổi. Trước đây, lực lượng quản lý thị trường cũng có phối hợp với các đơn vị công an, ngân hàng kiểm tra lĩnh vực kinh doanh vàng, nhưng chỉ kiểm tra nội địa. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị kinh doanh vàng được đảm bảo niêm yết giá rõ ràng, hoạt động mua bán diễn ra bình thường. Cũng theo ông Thế, đây là vụ buôn lậu có yếu tố biên giới là chính. Để kiểm tra mặt hàng này liên quan đến các thiết bị đo lường, đánh giá chất lượng vàng, trong đó hai đơn vị liên quan đến vấn đề này là Ngân hàng Nhà nước, Viện Khoa học Công nghệ. Cũng liên quan đến việc buôn lậu vàng, vào trưa ngày 30 tháng 10, 2020, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ một nhóm người vận chuyển trái phép 51 kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia về.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc. Thời điểm này, 4 bị can trên điều khiển xuồng máy chạy với tốc độ cao, sau đó tấp xuồng vào bờ và vận chuyển nhiều bao ni lông lên bờ, có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra. Thấy công an, nhóm này chống trả quyết liệt, ném các bao ni lông xuống cánh đồng nước mênh mông rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt được bị can Hải. Qua kiểm tra, giám định các bao ni lông mà các bị can bỏ lại có chứa 51 kg vàng 4 số 9. Sau đó, bị can Tâm, Bồ và Minh đã đến công an đầu thú. Điều hành đường dây này là bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tên thường gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang. Theo công an tỉnh An Giang, Mười Tường đã thao túng thị trường buôn lậu ở tỉnh An Giang và có mối quan hệ chằng chịt với các đối tượng đầu nậu ở Campuchia. Chiêu thức hoạt động buôn lậu hết sức tinh vi bằng việc thành lập ra nhiều công ty, doanh nghiệp và tham gia các công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Mười Tường thường hướng đến làm từ thiện ở các vùng biên giới, tạo vỏ bọc doanh nhân từ thiện để cơ quan chức năng không nghi ngờ và tạo lập mối quan hệ. Mặt khác, ở phía sau, Mười Tường trực tiếp chỉ đạo đàn em thực hiện buôn lậu. Mở rộng điều tra vụ án, ban chuyên án nhận thấy không chỉ vàng, Mười Tường và các chân rết còn thực hiện buôn lậu nhiều mặt hàng khác như điện lạnh, đường và cả đô la. Ngoài ra, Mười Tường còn là chủ mưu trong vụ án rửa tiền liên quan đến sự tham gia của một số cán bộ. Theo điều tra, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng. Vào tháng 10, 2022, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài, cựu phó trưởng phòng PC03, Công an tỉnh An Giang. Tài bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, cầm đầu. Theo đó, tháng 12-2018, Cục C03, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu nêu trên. Khi đã bắt được một số hàng buôn lậu, C03 chuyển vụ án về PC03, Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Ông Lê Tấn Tài, khi đó là phó trưởng phòng PC03, được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án. Tuy nhiên, do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, ông Tài chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối, dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!